Tiếp theo giới thiệu với các bác cái này là mõm heo. Ok, lần này thì mấy anh lại đưa ra thêm cho được vài bộ mõm heo 3M. Đâu đây này, có một cái mác này này. Đây, và được nhập khẩu qua bởi công ty 3M Việt Nam ha. Đó, sản xuất tại công ty 3M Mỹ này. Cái này cũng vậy luôn. Sản xuất tại công ty 3M của Mỹ ha. À, cái này tấm lọc vừa lọc bụi này, vừa lọc khuẩn này, vừa lọc axit. Ok. Rồi, không nói nhiều nữa. Một bộ thì gồm có một cái bộ lọc, một bộ lọc tinh này, và một cái mõm heo. Thế là hàng này chưa có sử dụng hết nha. Anh em nó thuộc phát của nó không có xài thì nó đưa ra đó. Cái này em vừa bóc rồi. Cái này là cái mõm heo này. Ok chưa? Thì cái nọc kia đi gài vào hai cái phần này thôi. Đó, gài hai phần này. Thì một bộ này thì vẫn là giá 450 ngàn một bộ. 450k một bộ ha. Và chỉ có vài bộ thôi nhé. Bạn nào nhanh tay thì còn nha. Cứ để trong nhà. Này các bác để trong nhà hoặc các bác làm sơn, các bác làm về bên mài nước hoặc là dùng nhúng axit thì dùng cái này thoải mái. Hoặc là để trong nhà có thể lúc phòng cháy chữa cháy, phòng tránh còn hơn là lúc nào mà cháy thì đeo này chạy đi thì nó hít khói nó không bị ngạt ha. Nhà em là mỗi tầng mỗi phòng em để hai cái, hai bộ. Và mỗi phòng thì sẽ có thêm một cái bình chữa cháy nữa. Và trên sân thượng thì có thêm một cái thang thoát hiểm bằng dây để nhảy xuống dưới. Đó. Ok nhé, 450 ngàn một bộ này nhé. Chỉ có vài bộ thôi. Rồi. Rồi. Tiếp theo giới thiệu với các bác cái này là thước kẹp cơ, cái này là 150 ngàn một cái. Thước kẹp cơ đây 150 ngàn một cái, và cái này là bằng thép không gỉ nha. Cái này đo được tối đa là 15 cm nhé, tối đa là 15 cm thước kẹp cơ. Đoạn này thì đo mới chính xác, còn cái thước kẹp điện tử thì đo nó chỉ là tương đối thôi. Thước kẹp cơ, các bác nào mà biết đọc cái thông tin trên cái thước kẹp cơ này thì nó mới là chuẩn nha. 150 ngàn một chiếc thước kẹp cơ. Rồi, kéo này thì cũng không phải nói nhiều nữa. Kéo này là kéo Zinai. Kéo này thì nó chuyên về cắt ống nước, rồi cắt cành cũng được, hoặc là cắt dây điện cũng được, làm bếp cũng được ha. Và cái này là của hãng Zinai Nhật Bản, một thương hiệu nó làm chuyên về bếp ga. Đó, hàng này thì là thép không gỉ, còn cái này thì mấy cái vết ố ố này không phải là gỉ đâu nha, lau qua là được, vết bẩn á. Còn cái này là bằng thép không gỉ rồi nên xài rất là yên tâm. Đó, lần trước em có cắt cái dây điện 3 co nhân 2.5 cắt phát ngọt lịm nữa đó. Ok, cái này cắt đa năng luôn, cắt cành cây, cắt ống nước, cắt dây điện, cắt làm bếp đều được cả nha. Kéo này kéo Zinai của Nhật thì là 120 ngàn một cây. 120 ngàn một cây, loại này thì cũng chỉ còn là chục cây này. Tiếp theo. Cái này là kéo cắt tôn, hàng này hàng bãi của anh nha. Đây này. London này.
UK này ha. Cái này thì cắt thép này, cắt cành cây này, cắt tôn này. Đó, cắt vòng này, cái này cắt tôn, mỏ xéo 45 độ, cắt rất là ok. Cái này lần trước em cũng đã cắt cây thép, tấm thép cả ly rồi. Thôi, lần này thì không cần phải nói nhiều nữa. Chả cần phải cắt. Giá là 120.000 một chiếc. 120k một chiếc, hàng này hàng bãi của anh nhé. Đấy. Nó chưa qua sử dụng nhưng mà cái vỏ hộp thì nó sẽ bị như này, hàng bãi. Đó, đây có cái này nó sẽ có cái mạc xuất khẩu đi những các nước châu Âu này. Đó. Mấy cái nước này thì em chả biết đâu. Có tên cả này đó. Có Anh, có Nga, Ngố, có Đức này, có đây, Anh này. Đó, vậy thôi, Tây Ban Nha chứ cái đó. Ok nhé, hàng này thì nó hàng sản xuất tại Anh và hàng này xuất khẩu đi các nước châu Âu. Vậy thôi. Hàng này là 120.000 một cây. Cái này là kìm chết Crosman ha. Hàng này là của Mỹ. USA dập chết. Là cái này thì giá là 120.000 luôn. Ok, 120.000. Cái này cũng là thép không gỉ nhé. Cái này cũng là thép không gỉ và cái độ mở miệng là 5 cm kìm chất. Đây em coi. Đây là 120k này. Có Rodman là một hãng cơ khí nổi tiếng của Mỹ nha. Rồi. Tiếp theo cái này là sạc dự phòng của thằng Xiaomi, dung lượng là 10.000 mAh. Xiaomi là một hãng công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc. Thì trong này nó sẽ có một sạc và một cái cục sạc. Đâu? Đây, biểu tượng Mi, logo Xiaomi này. Đấy, các bác coi 10.000 mAh và nó có những cái cổng sạc này. Rồi một cổng hai cổng USB và một cổng cắm sạc vào cho cái cục sạc ha. Bấm nguồn để kiểm tra cái mức điện của cái cục sạc. Ok chưa? Và cái này là 200.000 một cái nha. Ok, hàng này của Xiaomi 200.000 một cái. Dung lượng là 10.000 mAh. Cái này là sạc dự phòng. Rồi tiếp theo. Cái này là xà bông tắm. Xà bông tắm của thằng Hàn Quốc nha. Đây của hãng Hàn Quốc này. Đâu có chữ Made in Korea đâu. Đây, đây. Korea nha. Đó. Của hãng Jomo Snap này. Đó. Và cái này rất là thơm. Nó có cái mùi hương của cái gì ta? Mùi hương này nó rất là thơm, mùi thoang thoảng. Nó gọi là cái gì nhỉ? Tên tiếng Anh thì nó đâu, nó có cái mùi đâu. Cái gì nhỉ? Quên mất tên này. Vợ nên vợ em nó kêu mà nó quên mất rồi, nó đi ngủ giờ 1 giờ đêm này. Mùi hương này rất là dễ chịu nhá, mùi hương thơm thoảng. Và cái này nó là xà bông tắm thì bác nào mua về tặng vợ, tặng con gái tắm thì thôi rồi,
Và một cục như thế này thì giá là 35 ngàn một cục nhá. Ở bên Hàn Quốc thì cục này nó phải bán cả 100 ngàn. Đây này là 35 ngàn một cục. Ok thì các bạn nhìn thấy nha. Hàng này hàng của Hàn Quốc. Và cái này chỉ có khoảng vài chục cục thôi. Thì bác nào lấy thì cứ liên hệ em nhé. Mua về cho vợ hoặc tặng con gái thì thoải mái. Đàn ông tắm cũng được. Em bữa giờ em tắm cái này. Ok, thì 35 ngàn một cục nhé. Rồi tiếp theo, cái này là hộp mũi vít đa năng nhiều đầu của thằng Boss. Mở ra cho bác coi. 180 ngàn một bộ, và cái này chỉ còn có vài bộ thôi. Cái này nó rất có rất là nhiều đầu, hàng này hàng mới trong trăm chưa có sử dụng, hàng mới. Có cộng 1, cộng 2, BH1, BH2, BH3 này. Rồi nó có những cái đầu đặc biệt này, thấy không? Đầu trừ này. Lục giác này. Lục giác bông này. Rồi có cả cái lục giác bông nó có lỗ này ha. Và cái này một cái cần nối nhanh. Đó, đút vào đây. Và một bộ này thì giá là 180 ngàn một bộ nhé. Hàng này hàng của Boss. Và cái này thì nó là hàng sản xuất tại Việt Nam ha. Và hàng này được xuất khẩu đi Đức. Đấy, Made in Việt Nam. Và hàng này này, hàng xuất khẩu đi Germany là của Đức nha. Ok, thì giá là 180 ngàn một bộ nhé. Cái này không còn nhiều, chỉ còn khoảng chục bộ là hết rồi. Tiếp theo, cái này là bộ đổi nguồn adapter đa năng từ 12 tới 24V ha. Thì bộ này giá là 150 ngàn. Đó, đây mình có thể đổi nguồn được chính bằng cách gạt lắp này. Nhỏ nhất là 12V và lớn nhất là 24V ha. Thì ở đây nó tặng thêm nhiều cái đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái đầu tròn. Phù hợp với tất cả những cái rắc đầu tròn trên thị trường. Và thường những cái rắc đầu tròn này á, thì là cho những cái thiết bị như camera, motor, rồi laptop, rồi sạc ha. Ok. Và giá bộ adapter đổi dòng đa năng này á, giá là 150 ngàn một bộ. 150 ngàn một bộ. K một bộ adapter đa năng này. Ok nhé. 150K. Rồi tiếp theo cái này là cái đèn cánh tủ. Cái này đèn cánh tủ là 15 ngàn một cái. Ok, thì trong này nó có một cục pin này, tặng kèm có một pin. Thì cái này nó kẹp vào cái cánh tủ á, khi nào mà mình mở cánh tủ ra thì nó sẽ sáng cái đèn lên và nó chiếu vào cái tủ ha. Giá là 15K một cái. Cái này là cái thước thủy laser. Đấy, cái này em bán em giới thiệu nhiều rồi. Cái này thì là 120 ngàn một cái. 120K một cái. Ở đây thì nó sẽ tặng kèm thêm 3 cục pin này. Ở đây thì nó sẽ có một cái thước. Bóp này ra để rút cái thước ra. Thước này thì có chiều dài là 3 mét nha. Đó. Thước này. Một cái thước thủy để mình đo này, thước thủy đo ngang này, đo dọc, đo đứng này, và một cái phần laser này để cho mình căn chỉnh nha.
Đây, rút cái siêu này ra này. Đó, để xài chức năng laser. Có nhìn này. Ok. Cái này nó sẽ có đo đứng này. Gạt cái phần mắt này để chỉnh cái chiều đo này. Đo ngang này, đo đứng này. Đo dấu cộng này. Đó. Đo ngang này. Và rất là rõ nhé. Ok chưa? Đo đứng này. Mình chỉnh thì bằng cách gạt cái này này. Vậy thôi, tắt nó đi. Lúc này tắt nó đi. Rồi xong thì cái này là 120 ngàn một cái nhé. Thước thủy laser này thì là 120 ngàn một cái. Rồi tiếp theo là đèn đội đầu. Tiếp theo là đèn đội đầu một bóng. Rồi đèn đội đầu một bóng thì gồm có một sạc này, một dây đội đầu và một đèn này. Đó, đầu này đầu sạc này. Cũng như là ấn vào đây có cái nút bấm để sáng đèn này. Đó, mấy chế độ này. Tắt 1 2 3 đó. Rồi hết rồi. Và cái này là 70 ngàn một cái nhé. Đèn đội đầu một bóng này là 70 ngàn một cái. 70k một chiếc. Ok. Cái này gọi là cái đèn T6 hộp xanh. Thì giá là 100 ngàn một cái. Thì gồm có một pin này, một sạc ngoài này và một đèn pin này. Đó, cái này là full nhôm, tất cả là full nhôm hết nhé. Pin thì cho pin vào đây. Ok. Đèn thì trước giờ test cũng nhiều, giờ cái video nó cũng dài đây. Thì giới thiệu qua đây. Đèn này rất là sáng nhé. Đèn rất là sáng. Và cái này thì giá là 100 ngàn một cái nhé. 100 ngàn một cái đèn T6 hộp xanh. Rồi tiếp theo là cái đèn này T626. Cái này có giá là 150 ngàn. 150k ha. Mấy cái đèn này em giới thiệu nhiều lắm rồi. Đồ còn tặng kèm gồm có một pin này. Đó, một đèn và một cái dây sạc trong này nữa. Dây sạc. Full nhôm hết. Đó, cái này phần này để sạc này. Cái này cục pin này nó hết pin rồi thì phải sạc. Cái cục pin này nó hết pin rồi. Pin thử máy nó hết pin rồi, lấy pin khác cho luôn. Sáng trưng nha. Cái này là đèn T626. Ok. Sáng trưng nhé. Các bác nhìn này. Đó, sáng trắng tay nè. Thì cái này nó có cái nam châm hít ở đây nữa này.
Phần này là phần kẹt cho cái cặp quần này, thích hợp cho các bác làm bảo vệ. Mắt nét rất là to và tất cả là full nhôm nhé. Rồi, giá là 150 ngàn một chiếc. Cái cục pin mà đi theo ấy thì nó hết pin rồi thì phải sạc thêm nó lâu thì nó mới được. Để kho nó lâu ngày nó hết pin rồi. Rồi con T626 là 150 ngàn. Ok. Con T628 này cũng 150 ngàn. Đó, thì cũng sẽ có một sạc và một đèn. Pin thì nó nắp chết trong rồi. Cái này cũng có thể rôm được. Nhìn đó, nhìn soi sáng trắng tay luôn nhé. Chế độ tiết kiệm điện này, đằng này ấn phát nữa nó nháy SOS đó này, tắt này. Rồi cái này thì nó có đầu phá kính này, cái lỗi dao cắt dây này ha, có nằm châm hít này. Rồi phần này thì sẽ có đầu sạc và nút bấm. Cái này cũng là 150 ngàn luôn, thích hợp cho các bác để trên ô tô. Rồi, cái này cũng là 150 ngàn. Con T628 màu vàng. Rồi tiếp theo là cái đèn solar sạc năng lượng mặt trời. Đồ tặng kèm thì nó cũng sẽ có một cái cục sạc, có dây sạc này cho mình cắm vào cái USB ha. Mấy cái này là nó pin nó đang yếu và chưa sạc lại, nó không còn sáng nữa. Đấy. Sáng mà nháy SOS tắt. Muốn đổi chế độ này thì mình ấn giữ. Đó thì nó sẽ sáng này, ấn tiếp phát nữa này. Tắt, ấn đổi SOS này. Đấy ạ. Nháy. Rồi ấn giữ nó để dồn chế độ sang bên này. Vậy thôi. Cái này nó sẽ có một cái đây các bác nhìn thấy không? Cái này là cái tấm sạc năng lượng mặt trời, nó sẽ sạc cho cục pin ở bên trong này ha. Rồi, cái này tất cả là full nhôm nên nó rất là nặng. Đó, cái này nó sẽ có một cái cổng sạc vào và một cái cổng này để lấy điện ra sạc lại cho thiết bị ha. Và giá của cái đèn solar năng lượng mặt trời này là 220 ngàn nha. Thì nó sẽ có một cái đầu phá kính này, một đầu cắt dây này. Và cái này nó là cái nó cục nam châm này. Và cái này nó có thêm một cái la bàn ở đây nữa nha. Giá là 220 ngàn một chiếc. Ok, giá là 220. Rồi tiếp theo giới thiệu với các bác nữa là hai cái đèn. Một cái đèn đổi đầu 3 bóng và một cái đèn đổi đầu 5 bóng. Và giá của cái 3 bóng thì là 150 ngàn. Cái 5 bóng thì là 180. Mấy cái này giới thiệu nhiều rồi. Bên trong thì nó sẽ có những cái gì? Gồm có một cục sạc, hai cục pin sạc và một cái đèn đổi đầu. Ok. Cái đèn đổi đầu này rất là ok luôn. Thì sẽ cho cái đây cái lỗ sạc này. Cái lỗ cắm sạc nha. Cho hai cục pin vô.
nút này, nút bấm này, bấm thì cái cục bấm lên thì cái này nó sẽ đèn nó sẽ sáng, cái này sẽ có mấy cái chế độ sáng đó, ba LOS S rồi. Và cái này thì là 150 ngàn một chiếc thì thích hợp cho các bác làm những khu vực cao không có thể cầm bằng tay thì đeo lên đầu, đi xoay ếch xoay nhái, hoặc là làm những khu vực mà cần phải chui rút leo trèo, nhất là làm những cái bị điện đó. Rồi giá của cái ba bóng này thì là 150, 5 bóng thì là 180. 5 bóng nó cũng không khác thì đồ nó cũng như vậy, mà nó thêm 2 cái bóng ở đây nữa, rồi nó thêm 2 cái bóng ở 2 bên này nữa, tổng là 5 bóng rồi. Thì đồ lạc thì nó không có thêm gì nữa, cũng có một đèn một sạc với cả 2 cục pin thôi. Rồi. Giá một cái là 150 và một cái là 180 nha. Đấy hình đó này. Đấy có thêm 2 cái bóng ở trên nữa, tổng là 5 bóng vậy thôi. Một cái 150, một cái 180 nha. Đây, cái này nữa là cái này nó là cái núp có đèn, cái này là 70.000 một cái. Này là 70k một cái nhé. Lấy cho các bác coi. Coi nhìn. Rồi to. Thì cái này nó có một cái kính nhỏ là một cái kính lớn này, và đây có 1, 2, 3 cái đèn trợ sáng này. Cái này nó sẽ chạy bằng pin 3 cục pin 3A. Đó, cho pin vào đây. Đấy thôi. Ok, cái này là 70 ngàn một cái. Rồi tiếp theo giới thiệu với các bác là cái này là cái cưa cành. Cưa cành này thì là 100 ngàn một cái ha. Cưa này cũng giới thiệu nhiều lắm rồi. Cưa này rất là bén luôn nhé. Đó, cưa thì mình cầm này, mình gạt cái này lên, ấn chốt này thì mới gạt lên được nhá, gạt lên gạt xuống này. Đó rồi, cưa này rất là bén luôn. Cưa này thì nó sẽ có 2 lớp răng, lớp bên này và một lớp bên này, nên cưa đẩy rất là nhanh ha. Cái này cắt cành thì ngọt lắm và giá là 100 ngàn một cái cưa cành. Thì cái này nó có chiều dài, em đo cho các bác coi nha. Cái này chiều dài lưỡi của nó là 210, tổng cả cán là 40 cm nha. Giá là 100 ngàn một cái. Rồi cưa cành là 100 ngàn một cái. Bút thư điện điện tử này của Kabushi Nhật Bản cũng 100 ngàn một cái. Đây này được tặng kèm 2 cục pin rồi. Thì cái này điện tử thì giò pha nóng, giò pha nguội hoặc là giò dây đứt nha. Cái này làm nhiều rồi, giò nó kêu tít 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 tít, thì cái này không không cần phải giới thiệu nhiều nữa.
Này là bút thư tiện điện tử, hàng của Kabushi Nhật Bản, giá 100 ngàn một cái. Rồi tiếp theo, cái này là cái búa đóng đinh, hàng này cũng Kabushi, nặng 2 lạng, 2 euro 2 lạng rưỡi ha. Đầu búa được đổ keo rồi này ha. Cũng rất là nhẹ gọn. Cán này thì cán bằng cán này cán nhựa thôi nha. Và cái này cũng là 100 ngàn một cái. Nặng 2 kg à 2 lạng rưỡi. Cái này chiều dài thì nó cỡ khoảng 28 cm. Cầm cũng rất là gọn. Đóng đinh làm gia đình thì thoải mái, cái này là 100 ngàn một cái nhé. 100 ngàn một cái. Cái này là vòi xịt hơi Kabushi cũng 100 ngàn một cái. Rồi cái này cũng là 100k một cái nhé. Cái này á, thì vòi xịt Kabushi đầu cái này bằng nhôm, là cái này bằng sắt này, xịt rất là đẹp, nhỏ gọn ha. Đầu kết nối nhanh này, 100.000 một cái. Mấy cái này bán nhiều rồi nên em giới thiệu qua, thì bây giờ nó cũng phải 1 giờ 12 giờ đêm này, 1 giờ 12 phút sáng rồi. Cái này là cái cà lê đa năng hai đầu, thì cái này là 150k một cái. Giờ cho các bác coi. Nói chung cái này tiện lắm. Thì cái này một đầu là 8 tới 17 này, mở ốc từ 8 tới 17. Và cái này một đầu của nó là mở ốc từ 17 tới 42. Đó. Rồi, 150 ngàn một cái. Tiếp theo cái này là kìm tuốt dây đa năng, thì cái này là 150k một cái. Cái này có video thì có gì em chèn lên cho các bác nhé. Ok, hàng này là nó của Thái Lan ạ. Cái này tuốt dây thì có cả video á, thì em hướng dẫn em chèn cái video cho các bác coi. Tuốt dây rồi bấm cốt này ha. Cắt dây này, tuốt này, chỉnh được những cái độ dài ngắn khác nhau này, tuốt được cả giữa dây luôn nhé. Và cái này là 150.000 một cái. Cái này sẽ có cái video hướng dẫn sử dụng cho các bác. Tiếp theo là một bộ ba kìm đa năng. Đây, bộ ba kìm Kabushi cao cấp. Hàng này thì nó xuất khẩu đi Đức này. Germany này. Germany à.
Thì một bộ ba này các bác mà mua theo bộ này á thì giá là 500 ngàn một bộ ha. Nếu mà mua theo bộ thì là 500 ngàn một bộ. Đó, Kabushi Japan và có tem chống hàng giả. Còn nếu mà mua lẻ thì cái kìm cắt này là 190k. Cái kìm mỏ bằng điện này là 190k. Còn cái kìm mỏ nhọn này là 150k. Đó, cái này là các bác mua lẻ nhá. Giá như vậy 150, 190, 190. Còn mà mua theo bộ thì là 500 ngàn một bộ không bao ship nha. Không bao ship. Nếu mà lấy theo bộ là 500 ngàn một bộ và không bao ship. Đây thôi. Rồi. Tiếp theo. Ôi giờ nó cũng muộn lắm này. Sẽ đi nhanh thôi nha. Rồi, tiếp theo cái này là mũi khoan inox gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đầu hàng của Kabushi. Thì cái này sẽ là mũi 3, mũi 4, mũi 5, mũi 6, mũi 7 và mũi 8 ha. 160k một bộ mũi khoan inox 6 mũi. Tiếp theo cái này là bộ mũi khoan đa lăng Kabushi gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 2 mũi số 6, 1 mũi số 8 và 1 mũi số 10, mũi số 12. Bộ này giá là 150k. Mũi khoan đa lăng này thì nó sẽ là khoan gạch men, khoan đá, khoan tường, khoan bê tông, khoan gỗ, khoan sắt, khoan đủ cả nhé. Chân lục giác, cắm vào máy khoan thoải mái ha. 150k. Kéo cắt đa năng của thằng Kabushi, cắt giỏi, cắt gà vịt làm bếp đều được cả nhé. Loại này loại lớn ha. Thì giá là 95k một chiếc. Trên thị trường á, thì nó bán rất là nhiều cái loại kéo nhái giống như kéo Kabushi này mà nó chỉ có giá từ ba mấy 40 ngàn thôi, nhưng mà chất lượng thì nó sẽ không được như thế này. Cái này em bao cho các bác cầm một túm vải các bác cắt đều được ha. Thì clip trước em có làm, bây giờ lười quá không có làm nữa. Này kéo cắt rất là bén và thép, mà thép không gỉ. Còn cán này thì sẽ nó bằng nhôm, phần lưỡi thì cán này bằng thép không gỉ, cán này thì sẽ bằng hợp kim nhôm ha. Thì giá là 95 ngàn. Ok, còn cái này là tô vít. Cái này là tô vít nhỏ có chiều dài là 85 mm ha. Hàng của Kabushi. Tô vít nhỏ này thì giá là 30k một chiếc. 30k một chiếc thì có đầu cộng và đầu trừ nhé. Một đầu cộng, một đầu trừ. Và cái này nó có thể rút xuống điều chỉnh được cái độ dài của cái đầu này nhé. Cắm vào đây để điều chỉnh độ dài ha. Giá là 35 ngàn một, 30 ngàn một chiếc. Tiếp theo cái này là thước kéo. Thước kéo Kabushi thì cái này là 5 mét. 5 mét và giá là 70k. Ok, 70k. Thước Kabushi 5 mét 70k. Cái này bút thử điện. Loại này là loại thường thôi nha. Cắm pha nóng thì nó sáng đèn, còn pha N thì nó sẽ không sáng đèn. Và cái này thì giá là 30.000. Cũng của Kabushi. 30k một cái này nhé. Tiếp theo là cái ke góc hít 5 châm. Và loại này loại nhỏ của thằng Kabushi Nhật Bản này. Đó, các bác coi. Thì có thể đo ke được 45 độ, 90 độ hoặc 135 độ. À.
Giá cái này là 65 ngàn một cái. Hàng này thì bằng thép không gỉ này. Còn cái loại này thì nó sơn tĩnh điện, thì các bác lấy loại nào thì bác lấy. Cái loại loại nhỏ nha. Và lực hút là 30 kg. Nó có ghi này, mực lực hút là 30 kg này. Giá là 65 ngàn một cái, nó có hai mẫu, mẫu trắng và mẫu sơn tĩnh điện full luôn. Rồi, tiếp theo là tô vít đóng này thì giá là 200k một bộ. Tô vít đóng. Ok. Thì cái này nó sẽ có 6 đầu kèm theo ha. Tô vít đóng này sẽ có 6 đầu, 3 đầu cộng BH1, BH2, BH3, 3 đầu trừ và một cái đầu tô vít đóng. Ok, đóng xoay. Cái này chỉnh xoay trái xoay phải thì chỉnh cái này kéo nhé. Đó. Khi mà mình tác động lực vào đây thì nó sẽ tự xoay cái này. Đây, để lấy những con ốc mà nó bị kẹt, bị han gì. Bộ này là 200 ngàn một bộ nhé. Bộ này nặng lắm, cả ký ạ. Đựng vào một cái hộp như vậy. Giá là 200 ngàn nhé. Rồi tiếp theo là một bộ tun. Cái này là bộ tun 46 chi tiết. Bộ tôn 46 chi tiết này thì giá là 200.000. 200k ha. Trong này nó sẽ có 46 chi tiết. Chung là đủ đồ chơi luôn cho các bác. Mại chôm vanadium mà. Có những cái đầu dưới là những cái đầu đầu tiếp. Những cái tôn nối dài, cần nối dài và cần cầm tay là cần tự động. Ở trên này là những cái đầu mà đây, cái này nó rớt xuống này đó, những cái đầu lục giác này, đầu ba ke này, đầu lục giác, đầu lục giác bông này, ha. Cho chúng ta làm nhà mà các bác sắm một cái này thì thôi thoải mái tháo lắp thoải mái luôn. Bộ này tháo lắp thì khỏi phải bàn. Và giá chỉ có 200 ngàn một bộ này thôi nhé. 46 chi tiết là 200 ngàn nha. Tiếp theo là bộ cà lê hai đầu trồng của thằng Gia Ti. Gia Ti này là thương hiệu của Mỹ, tất cả được mạ chôm vanadium rồi nha. Và cái này nó sẽ có hai đầu, thì sẽ có là một đầu 8, một đầu 10 nha. Một đầu 10, 12, 12, 14, 14, 17, 17, 19, 21, 23 và 22, 24. Ok, và là hai đầu trồng. Cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Thì giá của nó là 300 ngàn một bộ. Gia Ti này là 300 ngàn. 300k một bộ cà lê hai đầu. Tiếp theo này là cái kéo cắt ống. Kéo này kéo cắt ống nhựa của thằng Kabushi. Cái này có giá là 200 ngàn. 200k ha. Đó, các bác coi này. Cắt ống từ 20 tới 50 nha. Từ phi 20 tới phi 50. Ok nha. Cái này cũng không phải giới thiệu nhiều, kéo cắt ống thì các bác biết rồi.
Rồi, cái này là kính hàn điện tử của Kabushi là 200K. Kính hàn điện tử thì khi khi mà các bác hàn á, thì nó sẽ tự chuyển đổi, trong này nó có cái mắt điện tử nó sẽ tự chuyển đổi ha. Thì mình hàn mình nhìn nó dễ mà nó không ảnh hưởng mắt nhé. 200 ngàn một bộ, và trong này nó có một cái hộp này. Ở đây là cái kính. Đó, hàn thì nó sẽ tự chuyển đổi cái ánh sáng càng mạnh thì nó chuyển đổi lên thành xanh. Như kiểu mình nhìn ban đêm á, nhìn cái ống nhòm ban đêm á, nó sẽ nhìn ra cái màu xanh. Đấy, không ảnh hưởng đến mắt. Này. Các bác hàn điện, hàn tĩnh. Thoải mái luôn. Và giá là 200 ngàn một cái. Hàng của Kabushi Nhật Bản. Ok. Còn gì ta? Cái này là bình nhớt sắt. Cái này thì mình có thể châm dầu, châm nhớt, châm nước, châm chất lỏng ha. Cái này là 50 ngàn một cái. Trước giờ bán vẫn vậy. 50 ngàn một cái một cái bình nhớt sắt. Tiếp theo là cái này là cái bình nhớt nhựa cũng 50 ngàn một cái. Ok, cái này thì nó có thể nhìn được chất lỏng ở bên trong. Và cái này cái nhựa của nó là nhựa ABS, nhựa dẻo, đập không vỡ nha. Cái này rớt thì móp ấy, nhưng mà cái này rớt thì không có vỡ, không có bể nhé. Đó thì các bạn lấy cái nào lấy, lấy nhựa thì lấy mà lấy sắt thì lấy. Ok, thì bằng giá 50 ngàn một cái. Rồi, tiếp theo giới thiệu với các bác là cái con đồng hồ Ambe kìm này, ghi giá luôn đi, một tí nó quên. 280k một cái nha. Cái này có video hướng dẫn sẽ chèn cho các bác coi. Cái này đo được đủ thứ luôn. Đo đầu của nó sẽ có gồm một cục pin kèm theo này, một cái đầu đo nhiệt này, hai cái thước có cái đầu đo âm dương này, một cái đồng hồ Ambe kìm là cái này nó sẽ có đèn led lên này, cái này tự động, và cái này thì nó sẽ đo nhầm thang nó sẽ không có bị cháy ha. Cái này thì sẽ đo được nhiệt độ, tần số, và mấy cái này là omega ohm, và đo thông mạch này, đo điện xoay chiều, điện một chiều này ha, đủ cả. Thì cái này em có cái video thì em sẽ cái này em có cái video thì em sẽ chèn cho các bác ha. Ok, và cái này là 280 ngàn một cái. Anh em nha, thì tiếp tục giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ siêu pin. Đây, hiện tại đang là cái điện 220V các bác này. Em xoay một vòng tất cả các cái thang mà đồng hồ nó không bị cháy hoặc không bị hư hỏng gì các bác nhé. Đấy, đây là một chức năng rất là tuyệt vời và dành cho những anh em thợ điện tử hoặc là tất cả anh em sử dụng điện. Đây, cái thang này là thang đo điện DC các bác này. DC thì cắm nhầm mà cũng không cháy luôn. Và em tút ra em cắm vào trong cái cục pin thì nó hiển thị được 11V9 này các bác. Đấy, rất là chuẩn các bác nhé. Đấy, kể cả đo điện 220V bằng cái thang điện DC một chiều thì đồng hồ nó cũng không bị cháy. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhé. Đấy, cái này thì nó sẽ có thêm đèn nền và cái đèn hỗ trợ đo đêm thì rất là tuyệt vời. Ở cái thang tiếp theo là cái thang kiểm tra tia lửa hoặc là tia mát. Cái thang này thì nó như cái bút điện các bác nhé. Khi chúng ta cắm một cái sợi dây vào trong cái tia lửa thì nó sẽ kêu lên như thế này, còn tia mát thì nó không kêu. Còn ở tia lửa các bác này, cắm vô thì nó sẽ kêu nháy như thế này, thì chúng ta kiểm tra tia lửa hoặc tia mát thì nó rất là đơn giản. Đây là một cái sợi dây, đây là dây dưới là tia nóng các bác nhé. Tia nóng thì em bật đèn lên các bác này, tia mát này thì nó không có kêu gì cả các bác nhé. Còn ở cái tia nóng thì nó kêu rất là to. Đấy, đến thế này thì chúng ta nó cũng có thể là do để cái dây nó bị đứt các bác nhé. Đây là một cái sợi dây đứt này, em dò cho các bác xem này. Đấy, đến cái sợi đứt thì nó sẽ không nháy nữa.
Đấy, và quay lại cái sợi dây có điện thì nó vẫn là kêu rất là to, còn cái sợi dây mát thì nó sẽ không kêu các bác nhé. Cái này thì anh em thi công điện thì làm rất là an toàn, đặc biệt là anh em ở trên cao thì sử dụng cái này thì rất là an toàn các bác nhé. Đấy, tiếp theo nữa thì em sẽ giới thiệu về cái thang đo linh kiện điện tử cho các bác xem nhé. Đấy, tất cả các thang cho các bác xem này. Đấy, đo thoải mái luôn, anh em không sợ bị là nhầm hoặc là hư hỏng. Đấy, ở cái thang đo này là thang đo tần số các bác nhé. Đấy, 149,7 này, tần số 50 Hz. Đấy, nó hiển thị rất là ok. Cái này thì nó đo được cả tần số của thạch anh nữa các bác nhé. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, dòng này thì nó rất là bền, và đặc biệt nó sẽ có thêm cái chức năng là đo nhiệt độ. Trên các cái đồng hồ bây giờ thì nó rất là ít ít khi có. Cái này thì anh em có thể sử dụng để đo nhiệt độ của tủ lạnh hoặc là máy lạnh, thì chúng ta sử dụng cái đồng hồ này thì quá là ok. Là nhiệt độ môi trường hiện tại là đang 41 độ C các bác này. Đấy, 41 độ C, cái này thì anh em có thể đo nhiệt kế hoặc là đo ấy thì nó rất là tuyệt vời. Đấy, em sẽ dùng bật để test cái nhiệt độ cho các bác xem. Đấy, hiện tại là lên 3 tới 400 độ C này. Đấy, cái này thì anh em có thể test ở trong các cái motor hoặc là trong các cái thiết bị nào mà chúng ta cần đo nhiệt đó thì chúng ta đo. Đấy, thì em sẽ lấy cái cốc nước đá cắm vô. Đấy, hiện tại đang là 9 độ, 8, 9 độ này. Đấy, nó xuống rất là nhanh các bác nhé. Nhiệt độ thì nó báo, cái này thì báo cực kỳ chính xác. Đấy, cái này thì anh em điện lạnh. Đấy, anh em đo cái cửa của điều hòa hoặc là tủ lạnh thì rất là ok. Cái này đo tỷ lệ chính xác nó cực kỳ cao các bác nhé. Đấy, tiếp theo nữa thì cái thang linh kiện điện tử, thang linh kiện điện tử này thì em sẽ đo qua cho các bác xem này. Tất cả các thang linh kiện điện tử như là thông mạch hoặc tụ hoặc diode hoặc là điện trở, đấy, tất cả các cái thang này thì nó đều tích hợp sẵn hết các bác nhé. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ rất là nhiều chức năng, đấy, dân điện cơ hoặc điện tử đều có thể sử dụng được bình thường các bác nhé. Đấy, thì đo qua một số linh kiện cho các bác xem này. Đấy, thì khi đo linh kiện điện tử thì chúng ta để ở cái chế độ gần cái thang đo trên màn hình đấy có nhé, các bác để ý cho em nhé. Đây, cái thang đo điện trở các bác này, đấy, bật cái đèn lên cho các bác nhìn cho dễ thấy. Thang đo điện trở thì đây, chúng ta cắm vô thì nó sẽ hiển thị lên màn hình, nó sẽ hiển thị như thế này. Đây, đây là cái con diode, con điện trở 1 ký các bác nhé, nó hiển thị là 977 này, đấy, gần được 1.000 các bác nhé. Đó là điện trở 1 ký. Chuyển thang đo tiếp theo là cái thang đo diode. Diode thì chúng ta vẫn cứ đo bình thường thôi. Cái này thì đo cho các bác biết là nó còn chức năng nó vẫn hoạt động được bình thường các bác nhé. Đấy. Đấy, một bên lên một bên không lên này, diode nó vẫn sống bình thường. Tiếp theo nữa thì em sẽ bật đèn lên này, chúng ta sẽ nhấn đi một cái thang nữa là thang thông mạch. Thông mạch thì chúng ta chạm thì nó sẽ đỏ, nó sẽ màn hình nó sẽ nhấp nháy các bác nhé. Đấy, và chuông nó kêu rất là to. Đấy, đây là thang thông mạch. Đấy, rất là dễ này. Đây, một cái câu xì ống này, em đang kiểm tra thì nó vẫn đang còn thông mạch, vẫn đang sử dụng bình thường nhé. Đấy, rồi tiếp theo nữa là thang đo tụ này thì chúng ta đo được tất cả các tụ tụ điện. Đấy, kể cả điện tụ điện tử đấy trên mạch. Rồi, cái chức năng tiếp theo nữa là cái chức năng đo dòng. Đo dòng này thì nhiều anh em cũng hỏi em mà nó đo dòng như thế nào, tại vì một số anh em người ta không chưa hiểu lắm thì em cũng hướng dẫn cho các bác luôn nhé. Khi các bác cắm nguồn vào á, thì các bác tách hai sợi dây ra. Để đo dòng thì chúng ta sẽ vặn cái thang đồng hồ về A. Đây, em sẽ đo dòng cái nồi cơm nấu này xem nó được bao nhiêu A các bác nhé. Đấy, thì đo thì nó sẽ hiển thị đây các bác. Đấy, về cái thang A thì chúng ta chỉ cần kẹp vô, tách hai sợi dây ra kẹp vô thôi. Thì nó sẽ hiển thị là, đây các bác, cái nồi cơm này nó sẽ hiển thị A cho các bác xem này. Đấy, nồi cơm nó chưa chảy các bác nhé. Đợi nó chảy một lúc thì cái thanh đốt nó sẽ đốt thì nó sẽ hiển thị dòng các bác nhé. Đây là một cái dòng đồng hồ rất là nhiều chức năng, và hàng nó là hàng chính hãng các bác nhé. Bảo hành cho các bác là 12 tháng, lỗi là đổi mới các bác nhé. Đấy, dòng đồng hồ này thì giá nó rẻ thôi, 290 ngàn một con thôi các bác nhé. Nhưng mà chức năng nó thì rất là nhiều. Đây, cái nồi cơm này là dòng 3,41A này. Đấy, cái nồi cơm này đây, dòng 3,41A. Đấy, tất cả các cái thang mà anh em cần mà đo dòng thì chúng ta thực hiện như thế này thôi. Hàng là hàng chính hãng nhập khẩu các bác nhé, bảo hành 12 tháng. Đấy, anh em mua hàng thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình cho em nhé. Rồi, chào tất cả các bác nhé. Đấy, các bác mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình cho em. Rồi, chào các bác. Lấy nhựa thì lấy, mà lấy sắt thì lấy. Ok, thì bằng giá 50 ngàn một cái.
Rồi, tiếp theo giới thiệu với các bác, cái này là bơm đạp một bít tông và hai bít tông. Cái bơm đạp này của Kabushi Nhật Bản này thì rất là đã luôn. Rồi, cái bơm đạp đơn này thì giá là 250.000 ha. Có đồng hồ này thì mình có thể chỉnh được này. Vặn đầu này. Đồng hồ này mình có thể chỉnh áp được ha. Và dây này thì là dây cao su rất là mềm. Này thì nó sẽ có tặng kèm thêm ba cái đầu, một đầu để bơm bóng này, một đầu bơm phao, đầu bơm hơi, bơm phao này ha. Để dùng được cái này thì mình gạt cái này xuống. Bên này cũng vậy, gạt này xuống nó sẽ bật lên. Cái này bơm thì áp rất là mạnh nhé. Cái đồng hồ này nó bị ngược thì xoáy nó lại. Được rồi. Đồng hồ nó đang bị hơi ngược một xíu thì xoáy nó lại là được ha. Rồi, ok. Này ép rất là mạnh luôn. Và cái này thì dẫm rất là nhẹ nhé. Rồi. Còn cái này là cái mẫu 2 bi tông thì giá là 300. Mẫu 2 bi tông giá 300. Úi. Rồi. Đây là mẫu 2 bi tông. Thì nó khác với mẫu 1 bi tông là nó có 2 bi tông rồi, thôi bơm nhanh hơn, khỏe hơn, mạnh hơn. Để thôi. Nhét cái miếng cao su này vào đây này được. Rồi, ok, thì cái mẫu 2 bít tông này giá là 300.000 nhé. Nguyên lý hoạt động với cách thức hoạt động thì nó cũng như cái mẫu 1 bít tông. Đó, để xuống này mình đạp. Nó cũng được tặng kèm thêm 1, 2, 3 đầu. Đầu bơm bóng, đầu bơm hơi, bơm phao ha. Thì cái này bơm xe máy, bơm mô tô đều được, xe đạp nhé, đều được. Cắm vào rồi mình khóa nó lại. Đấy, khóa nó lại là xong. Ok. Cái này thì sẽ bơm mạnh hơn và khỏe hơn nhé. Rồi thì bơm đạp này á, thì cái bơm đơn này á, là 250. Cái bơm đôi này á, thì giá là 300.000 nhé. Giá trước giờ em bán vẫn vậy ha. Rồi, tiếp theo giới thiệu với các bác nữa là cái máy hút bụi cầm tay. Này máy chuyên dành trên ô tô nhé. Này trên ô tô. Và cái máy này thì giá là 300.000. Thì nó cũng có những cái gì mấy cái đầu này, đầu bơm phao, bơm bóng tặng kèm để cho cái đầu bơm này. Cái này thì nó sẽ dùng cái đầu tẩu nhé. Mình cắm trên cái đầu tẩu của cái ô tô á. Thì mình xài. Chỗ này là mình dùng để dùng cái bơm này. Một đầu nhé vào đây. Rồi khóa nó lại. Rồi một đầu thì vào cái nốp của cái ô tô nhé. Vậy thôi. Cái này nó có cái đèn trợ sáng nữa này. Công tắc. Tắt mở. Thì cái này nó dùng cái đầu tẩu nên kẹp vào cái bình cũng không được. Phải mua cái đầu đổi chuyển cơ. Ok, cái này hút gì rất là mạnh nhá. Thì đầu tặng kèm cũng có một cái ống lối này. Các bác hút bụi trên ô tô thì rất là ok. Ống lối rồi mấy cái đầu hút của nó này. Ok ha. Thì cái này giá là 300.000, vừa hút bụi và vừa bơm hơi được ha. Cái này motor bơm của nó bên trong rất là khỏe nhé. Ok, máy hút bụi cầm tay 300.000. Dùng đầu tẩu cho ô tô ha. À,
này là 300. Thì các bác sắm một cái để trên ô tô lúc nào mà gặp sự cố thì xử lý nó gọn. Rồi, 300 ngàn. Cái này là 300 nhé. Rồi, tiếp theo là đèn led 4 cánh. Đèn led 4 cánh này thì có giá là 90 ngàn một cái ha. 90 ngàn một cái. Đèn này thì công suất là 60W. Cái này rất là sáng luôn. Một cái đèn 4 cánh này á, thì nó rất tiết kiệm điện và nó rất là sáng. Một cái đèn này thì các bác có thể để cho khu vực phòng hoặc khu vực rộng khoảng 30 mét vuông là thoải mái nhé. Cái này em có cái clip test thì em chuyển cho các bác coi, rất là sáng ha. Và cái này là 60W và đèn nó là đèn led, nó rất là tiết kiệm điện. 60W một giờ. Một giờ các bác thắp cái đèn này thì mới hết là 60W. Và các bác 60 nhân với 24 thì 64 24 62 12. Nói chung là hết nguyên một ngày thì mới hết hơn số. 60 nhân với 24 tiếng thì các bác thắp 24 tiếng thì mới hết 1440W điện, thì mới hết chưa tới 1,5 số nhé cho một bóng. Cái này rất tiết kiệm điện và nó sáng nữa. Ok, thì cái này em sẽ chèn thêm cái video thắp test cho các bác coi ha. Ôi, bây giờ là clip test cái bóng đèn 4 cánh 60W nha. Bóng đèn led. Các bạn thấy không? Bóng đèn led 4 cánh nha, đây chỉ có mỗi một bóng ở đây nhé. Đấy, sáng trắng, sáng trưng nhé. Em bật em test cho các bác coi. Thì con này, một cái bóng này thì cái bộ độ phủ của nó thì ở khoảng 20 đến 30 mét vuông là các bác thắp một cái là ok. Bóng này thì nó cũng rất là nhẹ điện nhé. Đó, các bác coi. Đã tắt lên này. Bật lên. Rồi, ok nha. Khỏi lăn tăn về chất lượng nha. Bóng này bóng đèn led 4 cánh 60W 90.000. Vậy thôi. Cái này thì giá là 90.000 một cái ha. Rồi, tiếp theo thì sẽ giới thiệu với các bác thêm một vài cái mẫu đài cassette của thằng Toshiba Nhật Bản. Thì hiện tại bây giờ em đang còn 6 đến 7 mẫu nữa ha. Em có bán kèm cục đổi nguồn này ha. Thì bác nào mà cần thì cứ liên hệ lấy cục đổi nguồn thêm ấy. Vì cái này nó chỉ xài điện 100 tới 110V thôi ha. Thì em sẽ đi chi tiết và báo giá cụ thể cho các bác ha. Rồi, ok các bác. Thì đầu tiên giới thiệu với các bác là con đài Toshiba TIC250, hàng nội địa của thằng Nhật Bản. Hàng này thì xài điện 100 đến 110V thôi nhé. Hàng mới chưa qua sử dụng. Đồ phụ kiện kèm theo của nó. Kê lên cho nó cao cao này. Thì đầu tiên em giới thiệu với các bác là một con đài cassette Toshiba của thằng Nhật Bản. Hàng này thì hàng nội địa, xài điện 100 đến 110V ha. Phụ kiện gồm có một dây nguồn này với đài thôi. Sách hướng dẫn này ha. Đó. Sách hướng dẫn thôi. Với đài.
nó cũng không có gì cái hàng này thì nào. Đây ok các bạn. Thì cái này nó sẽ con này nó sẽ nghe được đĩa CD này ha. Rồi nghe AM FM này. Được không? AM FM. Thì con này nghe CD này, AM FM này thì số 12345 này. 12345 thì cái này nó nhớ kênh AM FM nhé. Ok. Thì con này giá là 550.000đ, chưa gồm phí vận chuyển và chưa cùng cuộc nguồn. Thì con này thì các bác nào mà nhà mà chưa có cục đổi nguồn điện 110 á, 110 á thì lấy thêm cục đổi nguồn này thì là 70.000đ một cục nhé, để dùng cho cái đài này ha. Thì con này thì thích hợp cho những cái bác mà hay thích nghe đài radio AM FM hoặc cái này nghe đĩa CD nhé. Đấy thôi, con này thì nó có thể dùng được cả pin đấy nhé. Ở đây thì nó có dùng được cả pin này, thì mình thay 6 viên pin 3A đây này, 2A chứ, 6 viên này 2A này đó. Ở đây để mình xài. Ở cái này nó có hai cái móc đằng sau là mình có thể mình làm hai cái con vít là mình treo nó lên tường được nhé. Đó. Rồi vì lý do bản quyền nên em sẽ không có test âm thanh. Âm thanh thì bác nào mà thích nghe âm thanh thì có thể liên hệ với em qua Zalo, số Zalo thì em để bên góc bên tay trái màn hình á, thì em sẽ gửi link gửi video cho các bác coi, hoặc là các bác coi ở những cái video lần trước á. Video lần trước em có làm một cái video test cũng như hướng dẫn về sử dụng những cái loa đài này của thằng Toshiba rồi. Và cái đó video đó em đang bị đánh 11 cái gậy bản quyền nhạc số, nên bây giờ em sẽ không có làm test cái nhạc nữa. Thì nói chung là bây giờ nên úp lên cái thằng Bluetooth là nó đánh bản quyền nhạc số. Và nếu mà nó cảnh cáo một lần, đến lần thứ hai là nó sẽ khóa kênh. Thì mấy bác bán hàng trên Bluetooth bác cũng biết rồi, bản quyền nhạc số thì nó đa dạng lắm. Có khi là video là mình quay đấy, nhưng mà bên nhà hàng xóm nó bật nhạc, nó thu được cái tiếng nhạc vào là cũng dính bản quyền rồi. Ok, thì con này là 550.000đ nhé, hàng mới chưa qua sử dụng, màu trắng đó. Con này thích hợp cho những cái bác lớn tuổi. Rồi tiếp theo, con này thì cũng 550.000đ luôn, ghi tiền 550. Con này xấu quá. Con TIC 151 này thì giá cũng là 550k. Hàng tất cả là hàng mới, chưa qua sử dụng. Đồ đạc bọc vẫn còn nguyên. Rồi coi nhé. Này, sách hướng dẫn này. Thì con này em cũng làm review rồi ha. Cũng test nhạc, thế nhưng mà thì các bác xem có muốn nghe âm thanh thì xem ở cái video cũ nhé. Video mới này em sẽ không có test nhạc nữa. Rồi con này thì sẽ có chức năng như sau: nghe CD này, nghe AM FM này ha. Ok, thì nghe bằng cái loa ngoài, nghe bằng cái máy nghe nhạc này, hoặc là muốn nghe bằng tai nghe thì mình cắm tai nghe vào đây nhé. Thì con này giá là 550.000đ, chưa gồm phí vận chuyển và cục đổi nguồn. Các bác muốn chưa có cục đổi nguồn thì các bác lấy cục đổi nguồn này. Tất cả hàng loa đài của thằng Nhật Bản này là xài điện 100 và 110 nhé, 100 hoặc 110 đều được. Còn quá là nó cháy mạch đó.
Ok. Thì con này 550 ngàn. Nói chung loại 550 ngàn thì em chỉ có hai mẫu thôi. Thích hợp cho những cái bác lớn tuổi. Nghe đài AM, FM hoặc nghe đĩa cassette. Mấy bác ở Sài Gòn hoặc là mấy bác ở tỉnh cũng hay mua cái con này để về tặng ba mẹ. Nó nhỏ gọn. Kích thước thì em cũng đo rồi. Mấy cái này thì em sẽ lướt nhanh thôi nha. Rồi con này là 550 ngàn, mẫu TIC 151. Rồi 550 ngàn. Tiếp theo là mẫu CDS7, mẫu này thì 900. Mẫu này thì nó có nghe được cả cassette nữa. Mẫu này là mẫu 900. Mẫu 900K. Mã của nó là TICDS7 ha. Để mở ra cho bác coi. S7 này thì có màu màu trắng xanh lợ với cả một cái màu màu hồng kìa. Màu hồng kia đâu còn một con thôi à. Còn chủ yếu là cái màu xanh này thôi. Đó, hàng cho bác coi này. Giấy tờ. Con này thì em cũng đã test âm thanh hết rồi nhé. Con này thì có thể ghi âm được này. Con này là nghe cassette này. Nghe cassette này. Nghe đĩa CD này. Nghe AM và FM này nha. Ok. Con này thì có ghi âm này. Những cổng kết nối đằng sau này. Đây là có những nói bằng mic này. Con này thích hợp cho những bác nào mà dạy tiếng Anh ấy, hoặc là tiếng nước ngoài ấy. Thu âm hết được nhé. Cái này đeo tai nghe, còn cái này là nghe bằng cái thẻ, nghe bằng cái máy nghe nhạc hoặc là cái điện thoại có jack 3.5 ha. Rồi nghe AM và FM. Đó. Ok, thì con này cũng có thể nghe được bằng pin nha. Cũng có thể nghe bằng pin ở đây, cho 6 cục pin vào đây. Ok. Thì con này giá là CDS7 giá là 900k nha. Con này giá là 900. Đồ nghề của nó đi kèm theo thì chỉ có một cái dây nguồn và một cái sách hướng dẫn sử dụng thôi. Thì bác nào mà chưa có cục nguồn thì mua thêm cục đổi nguồn này là 70 ngàn nữa ha. Thì như đã nói những video trước rồi là với loa đài thì các bác cọc trước cho em 100-200 ngàn nhé. Phần còn lại là nhận hàng, kiểm tra với thanh toán. Bác nào mà không có số tài khoản ấy thì mua cho em cái thẻ cào Mobi 50 ngàn thôi. Ok, nhắn tin cho em cái mã thẻ cào 50 ngàn qua là được. Vì bữa đến giờ là em 8 triệu tiền đặt cọc thẻ cào rồi. Giờ chả biết làm gì nữa, chắc dùng mấy năm mới hết tiền điện thoại quá. Rồi, ok, thì mẫu này CDS7 này nhé. CDS7 mẫu này là giá là 900 nhé. Mẫu CX700 này giá cũng là 900k. Mẫu này thì nó nhỏ gọn hơn con kia một xíu. 900k. Này, mẫu này là mẫu CX700 nhé. Mẫu này thì nó nghe được cả USB hoặc thẻ nhớ SD.
giấy tờ bên trong. Mấy cái này em sẽ đi qua cho nó nhanh nhé. Rồi, em nó đây. Trắng tinh khôi luôn. Con này thì nghe được CD này. Nghe qua thẻ nhớ SD này hoặc là USB à. Con này có thể ghi âm được nhé. Con này có thể ghi âm được này. Ghi âm vào cái thẻ nhớ SD hoặc USB nhé. Đó, cái này thì nghe AM hoặc FM này. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 này á, thì là mấy cái kênh nhớ AM, FM nhé. Đó, có mic thu âm này. Mic thu âm này. Rồi, cái này thì có cổng kết nối này bằng nghe qua tai nghe hoặc nghe qua cái jack 3.5 này nhé. Rồi. Ok, thì con này giá là 900.000 nhé. Chưa gồm phí vận chuyển và cục đổi nguồn. Cục đổi nguồn thì là 70.000, phí vận chuyển một cái đài này là 50.000 một cái. Hàng này hàng dễ vỡ nên phí vận chuyển nó cao. Ok. Phụ kiện của nó đi kèm theo thì con này có thêm một cái điều khiển nữa nhé. Con này có điều khiển. Này, con này thì có một cái điều khiển này. Dây nguồn này. Rồi, tiếp theo con này con CDK9, con này thì giá là 1 triệu. Con này giá 1 triệu. 1 triệu. Ok, con này thì có điều khiển. Và nó to hơn con CD S7 kia. Gồm có dây nguồn này. Một cái điều khiển này. Sách hướng dẫn thôi, không còn gì nữa. Rồi, thì con này có những cái tính năng như sau. Mấy con này đã test nhạc hết rồi nhé. Các bác muốn nghe nhạc thì xem lại những cái video đợt trước nhé. Cái này nghe được đĩa CD này. Nghe đĩa cassette này. Rồi, nghe AM, FM này. Rồi, đây AM, FM này. Con này thì cũng có thể thâu âm được này. 1, 2, 3, 4, 5, cái này là nhớ kênh AM, FM nhé. Cái này thì CD này. Rồi. Ở đây có những cái cổng kết nối này, cho mic này, cho thằng tai nghe này, cho jack 3.5 ở ngoài này, hoặc cho micro này ha. Đó, mình cắm mình thu âm. Con này thì có thể nghe được bằng cái mấy cục pin ở ngoài nhé. 6 cục pin ở ngoài. Đấy thôi. Và hàng này thì nó dùng điện 110V nhé. Thì các bác nào mua thì mua chưa có cục đổi nguồn ấy, thì kèm mua kèm cục đổi nguồn nhé. Và nói trước các bác là cục đổi nguồn là các bác phải dùng cái loại biến áp ngẫu nhé. Là cái cục cuộn dây đồng nó quấn nó hạ áp xuống á. Chứ đừng mua cái loại nguồn mà nguồn mạch cản ấy, là nó cháy á. Rồi sách hướng dẫn này. Một cái điều khiển từ xa này. Rồi dây nguồn này. Và con này giá 1 triệu nhé. Em này thì giá là 1 triệu. Đây, con CDK9 giá là 1 triệu nhé. Rồi tiếp theo
Mẫu này mẫu mới. Mẫu này thì đẹp. Mẫu này là mẫu CRX71 nha. Mẫu này nhìn đẹp. Mẫu này mẫu mới. Nó có gì này. Ok. Con này có điều khiển nữa mà nó rớt đầu. Mang ra em test mà để rớt đầu mất rồi. Điều khiển này để tìm sau đây, con này có điều khiển nhé. Rồi, mẫu Toshiba CRX71 này, ok. Thì phụ kiện của nó gồm có một cục đổi nguồn này. Ừ. Cục đổi nguồn này thì nó cũng chỉ dùng cho cái điện 100V thôi, nên cục này mà cắm điện 220 thì không có được nha. Đây các bác này, cũng phải dùng một cục này, đổi từ 220 ra 110 xong cắm cục này vào vào đây. Ok, cục đổi nguồn này coi như là mình xài không được đâu, cắm điện 220 là không có được, thì chỉ cắm được điện 110 thôi. Cái này sẽ phụ kiện của nó gồm có một dây nguồn này, đây đây đây, phụ kiện gồm có một cái cục đổi nguồn này với cả một cái điều khiển từ xa này ha, một điều khiển từ xa. Nhưng mà con này cái cục này chỉ cắm được trăm điện 110 nhá, mình phải dùng cái cục này từ điện 220 ra 110 xong mình cắm vào đây, mình cắm vào đây ha. Thì con này sẽ có những tính năng như sau. Nghe được đĩa CD nhé. Rồi, nghe AM FM nha. Hoặc là nghe USB rồi, cổng USB rồi. Đây. Có thể nghe qua USB hoặc thẻ nhớ SD nhé. Con này thì nhìn nó đẹp hơn con CX700 nhiều. Các bác coi. Con này thì nó có thể dùng được pin nữa. Này, con này nó có thể dùng được pin nữa nhé. Con này dùng pin 6 cục pin pin C á, pin C là pin lớn á, 6 cục pin lớn á. Rồi. Thì con này giá là 1,1 triệu. Con này là 1,1 triệu nha các bác. 1,1 triệu. Ok. Em này giá là 1,1 triệu nha. Đó, nghe này. Nghe MP3 này. Nghe thẻ nhớ SD, nghe USB hoặc nghe đĩa CD nha. Radio thì AM FM full sóng. Rồi, ok xong em này. Mấy con như này em đều có để cái link Shopee nhé. Bác nào mà thích mua Shopee thì lên Shopee mua nhé. Em đều có để mua hàng link Shopee cả. Rồi, tiếp theo là con CDW99 thì con này là 1,2 triệu nhé. Con này ghi ra đây đi. 1,2 triệu. Con này 1,2 triệu nhé.
Thì con này gồm có này, một cái điều khiển này, một cái sợi dây nguồn này, sách hướng dẫn của nó này. Thì con này có những cái tính năng gì? Đầu tiên là nó có hai cửa đĩa cassette này, cửa A và cửa B này. Hai cửa này thì có thể thâu được nhé, thâu băng. Tiếp theo là có cái cửa đĩa CD này. Ok, nghe AM FM thì full sóng nha. Rồi tiếp theo là nó có những cổng kết nối như cho tai nghe này, cho micro này, hoặc là cho cái mic, cho cái jack cắm 3.5 ở ngoài nhé. Con này thì có thể dùng pin này ha. Con này có thể dùng pin ở đây này. Rồi con này thì giá là 1,2 triệu. Phụ kiện kèm theo gồm có một cái dây nguồn này, một cái điều khiển từ xa này, và sách vở ha.